Ok, đang chạy đúng không? Rồi chúng ta gửi lên nè. Lên này. Gửi lên khẩu lệnh là gì? Lô của quốc Z nè. Z. Local hot. Local hot khoảng 3.000 ha. Chuyển cho nó âm số là cái endpoint của nó là gì? One. One. Đây thấy chưa, em thấy này, thấy không, là cuối cùng nó phản hồi vậy nè mấy em, là cái mi lô cuối cùng nè, cái lỗi cuối cùng của ta đây đó, là cái thằng này gọi tiếp nè, truyền 33 44 55 xuống cho này và câu này nè, đây còn hai cái thằng này, một bộ một hai hai là nó viết ở trong con console, console error đúng không, console error chúng ta chính là đây, là thấy không, một bộ hai hai. Các em thấy cái này là cái ví dụ này tập cho chúng ta control điều khiển cái lỗi là khi đi xảy ra chúng ta viết trong ví dụ này, còn ví dụ hai thì em ví dụ cái em chuyển tới hai này, mấy em chuyển cho tới hai thì cái lệnh này đọc nó cũng lỗi luôn tại trên máy này không có đọc tin này, đúng không, thì nó cũng trước khi nó gọi cái window quay lỗi kế tiếp thì nó chỉnh sửa lại cái kiểu lỗi, kiểu lỗi đó là redirect, được chưa, redirect và sau đó nó mới gọi cái middleware lỗi chúng ta, thì tương tự vậy do nó sẽ gọi cái middleware lỗi này trước và nó cũng in ra cái câu này, in ra trong cái console log chúng ta là 1111, sau đó nó gọi cái middleware lỗi kế tiếp chính là hàng này được chưa, và cái đặt này nó thực hiện này do nó cũng in lên hai hai đúng chính là console log của ta hay nha, sau đó nó mới kiểm tra cái thằng này nay giờ đúng, tại vì ở đây là mấy em trước khi nó chuyển trước khi mà nó chuyển cái trước khi mà nó chuyển gọi cái menu lỗi đó thì nó gán cái kiểu lỗi chúng ta là redirect này, redirect do đó thằng này đúng, thấy chưa, nó đúng thằng này đúng thì nó làm nó phản hồi tới người dùng cái chuyển hướng, đây chuyển hướng tới đây gì, tới cái rule error, rule error đây mặc nhiên là cái này là get tới cái rule error đây, get cho em rule và nó ghi cái câu này là thay vì nó ghi 33 44 55 nữa thì bây giờ nó chuyển hướng này, đây em thấy đây là cái redirect là chuyển hướng này, chuyển hướng tới cái rule này, như vậy nó thực hiện cái thằng này, như vậy thì các em nhập vô đâu rồi, ở đây là 222 là true. True. Thì nó vẫn sao nhé, nó vẫn viết lên màn hình chúng ta là hai cái câu thông báo lỗi là 1112 này, nhưng đồng thời nó chuyển hướng tới cái rule này à, và nó viết cái phản hồi về chúng ta là nguyên cái câu custom error này, đây custom error chứ không phải là cái giá trị này nữa, là 3345 nữa này, custom error này. Đó là lấy một cái, đây là một ví dụ cho các em thấy chúng ta quản lý lỗi khi mà nó xảy ra lỗi trong cái web chúng ta. Chúng ta có thể thiết kế những cái web lỗi. Chúng ta có thể thiết kế những cái web lỗi để khi mà nó lỗi chúng ta có thể điều khiển. Các em thấy đây nè, có lỗi là chúng ta điều khiển nó, chúng ta xử lý như thế này. Như này. Đó. Chúng ta hạn chế là chúng ta viết ứng dụng chúng ta mà chúng ta không còn cho mấy cái lỗi đó, để khi nó xảy ra nó lỗi thì để cho cái hệ thống nó đưa ra những cái lỗi như vậy thì thứ nhất là những cái lỗi đó rất khó khó cho người dùng, khó hiểu cho người dùng, và cái thứ hai nữa là những cái lỗi trầm trọng là đứt luôn, cái đó là đứt luôn đó, giờ em thấy là chương trình chúng ta khi mà đụng lỗi như thế thì chúng ta xử lỗi và chúng ta kết thúc cái sự lỗi đó, kết thúc cái ứng dụng chúng ta rất nhẹ nhàng để cho người dùng người ta hiểu, mình có thể là sau này mình có thể đưa những cái thông báo lỗi này nó thân thiện hơn cho người dùng, tại chúng ta còn trong nó để mình biết cái lỗi cái gì đưa lên cho người dùng chúng ta là, chứ mà mấy em mà để cho cái chính bản thân của mấy cái thằng này mấy hệ thống ví dụ cái biết mấy press để cho cái build error của address nó điều khiển, hoặc là cái miếng còn si si cộng tổng như mà em cho chính mặt ăn nó, hoặc là
không báo lỗi từ cái hệ điều hành luôn, nếu lỗi nó nặng quá thì lúc đó là người dùng đây rất rất là khó hiểu, khó hiểu. À, chúng ta cũng nên tập trung nó trình được nha. À, tôi tệ nhất là gì, sai này, trong đây có lỗi thì chúng ta qua luôn cát, rồi cát thì chúng ta điều chỉnh cái lỗi đó, thông báo cái lỗi đó, xử lý cái lỗi đó như thế nào ha. Đó là thầy mới vừa giới thiệu cho em cái middleware. À, rồi còn middleware là em, và những middleware của họ, bây giờ chúng ta có một số middleware chúng ta xài rồi nè, ví dụ là Apache Static này. À, cái static này bảo hiểm chúng ta nó có nói rồi đó nha, mấy em nhớ là bảo hiểm là chúng ta cái bữa trước đó, cái từ trước mà chúng ta nói trường hợp kho đó, chúng ta đặt những cái thư mục chúng ta là những cái đặc tính chúng ta trong cái thư mục static, thấy không đó, để tránh chúng ta xử tránh tránh cái trường hợp này nữa nè, tránh cái trường hợp kho chúng ta nói đó. Bữa trước chúng ta nói đó. Đây, tránh cái trường hợp này, đúng không, tránh cái trường hợp là truy cập nguồn tài nguyên khác origin, được không, khi gặp nguồn tài nguyên khác origin thì nó có cái mỗi trình duyệt nó có thể có chính sách là kho này, thì để giải quyết cái này thì chúng ta sử dụng cái middleware static, chúng ta khai báo một cái mục static, chúng ta chúng ta khai báo một cái mục static và chúng ta đặt những đặc tin trong cái mục static đó. Đó thì nó coi như cùng một cái origin và nó sẽ không mấy trình duyệt nó không có bắt lỗi khi mà bắt lỗi về cái kho hay truy cập những nguồn tài nguyên khác nha. Đó đây là những cái middleware này gọi là built-in middleware. Còn external middleware là những middleware ví dụ như đây 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 là này, middleware này các em phải cài vô nha các em. Đó, ví dụ như các em muốn cài đặt cái middleware để heading cái form, upload form dữ liệu rồi đó, form data rồi đó, thì các em cài nó vô thì đây, ví dụ như đây npm install và cái tên gói chúng ta cũng cài, tên gói chúng ta cũng cài ha. Đó là cái phần thầy giới thiệu cho em một số cái thành phần quan trọng trong cái nó address chúng ta. Mấy em đóng cho thầy cái rule định nghĩa cách khai báo rule chúng ta xài này, và cái middleware cách viết middleware và cũng như cái middleware lỗi của nó, middleware lỗi đó. Cái chủ đề kế tiếp thầy muốn giới thiệu với mấy em là cái này thì nó dễ rồi, cái này mấy em nắm ý nghĩa đó cho thầy thôi, còn sử dụng sâu vô cái thằng này đó thì các em có thể tra nó trên internet ha, hoặc là lấy sách về chi sân gì để chúng ta đọc sâu vô đó. Thì các em chú ý khi mà các em phát triển ứng dụng của chúng ta thì chúng ta có thể là chúng ta có cài rất nhiều cái cấu thư viện vô, hiểu không, chúng ta có thể là cài rất nhiều cái cấu thư viện nó vô đó. Thì trong đó có những cái thư viện mà chúng ta để chúng ta test chương trình thôi, trong quá trình chúng ta đều biết là cái ứng dụng chúng ta, hiểu không đó. Thì khi mà mấy em cài những cái gói như thế đó, thì nó sao em, nó đều viết vô, nó tạo cho khi mấy em cài những cái thư viện bằng cái lệnh em đợi mấy em này install này, bữa trước là nó rồi install là chúng ta cài đặt là tên gói, còn nếu mà chúng ta muốn gỡ cài đặt nó ra thì anh giùm em uninstall, hiểu không? Đó. Thì khi mà các em cài đặt như thế thì những cái thư viện các em nó ghi trong thư mục node module này, nó tạo một cái thư mục node module và nó chứa những cái thư viện chúng ta vô trong thư mục node module này. Thì cái nếu mà các em cài càng nhiều cái thư viện đó, thì cái thư mục nó càng lớn. Có những khi mấy em làm nó lên 400 MB, đúng không? Nhưng mà khi các em mà backup dữ liệu nó đồ thì các em không cần backup cái thư mục này mấy em, tại nó rất là lớn, rất là lớn. Được, chúng ta không cần backup cái thư viện này. À, ví dụ như sau này bài tập chúng ta đó, chúng ta đưa hết code chương trình chúng ta lên trên cái thước đi. À, thì chúng ta không có đưa cái thư mục này lên. À,
tại tôi luôn nó lớn này tùy theo cái cài, nhưng mà cái cài mới được một thì có cái những cái điều kiện nó nằm trong ruột nó lớn, chứ nó không có cài, không có đưa nó lên, chỉ ý thức đi cái không đưa này lên. À mấy em chỉ đưa những cái phần code chúng ta lên, những cái tập trung code của chúng ta lên thôi, còn cái đường một mình chúng ta cũng không còn được rồi. À, như vậy thì sau này các em lấy cái đoạn code của em, thí dụ từ ý thức các em lấy về các em xài thì sao nó chạy được, nó hiểu là trong cái chúng ta có thư viện nào mà nó cài với em, đúng không? À thì khi mà mấy em cài những cái gói thư viện, thí dụ mấy em dùng cái lệnh này, em dùng cái lệnh này em cài cái Fpress đó, thì cái thư viện Fpress đó nó sẽ, nếu thư mục mình chưa có, nó sẽ tạo cái thư mục này và nó chứa cái thư viện chúng ta trong nó đâu này, đồng thời cái thông tin mà chúng ta cài cái Fpress này em, cái thư viện Fpress này nó sẽ được ghi trong cái tập tin, đó là tập tin phát chỉ sinh như chúng ta. Như vậy thì khi mà các em nấp dữ liệu chúng ta đó thì cái này này chúng ta không cần nấp, mà chúng ta chỉ cần nấp cái tập tin phát chỉ sinh này thôi. Sau này khi mà các em lấy cái gói chúng ta về, gói chúng ta về chúng ta muốn chạy nó được thì các em chỉ cần là install nó lại thôi, em cần đánh lệnh install này thôi, thì nó sẽ coi trong cái tập tin bất kỳ chia sẻ chúng ta những cái thư viện nào cần thiết mà trước đây chúng ta cài, nó sẽ cài lại cho chúng ta xài, nó cài lại chúng ta xài, do đó chúng ta không cần cài, không cần bất cứ thư viện này nghe. À, cái này tại vì cái lúc mà các em cài đặt nó rất là lớn, có những cái thư viện mà các em trong quá trình các em development đó thôi, đó thì em không cần cài, không cần bất cứ cái này, mà chúng ta chú ý cái tập tin này, tại vì mỗi lần mà mấy em cài mấy cái thằng này cài mấy cái gì vô này thì những cái thông tin cài đặt của mấy em đó, nó đều được ghi vô cái tập tin này hết, nó kịp cho sân hết cho chúng ta, hiểu chưa? Hả? À, người ta nói nè, khi mà mấy em úp cái dữ liệu, úp cái code chúng ta lên đó, úp code chúng ta lên nè, thì chúng ta đừng có úp cái tập tin này luôn, xin lỗi đừng có cái thư viện thư mục này luôn. À, đừng có thư mục này à. Tại sao? Tại vì khi mà chúng ta cài đó, thì cái thư mục này nó rất là lớn, những cái gì chúng ta cài thêm những cái thư viện này vô thì nó đều chứa thư mục nữa à. Đây ta phim mình này, đừng nên upload thằng này được chưa? À, mà chúng ta chỉ cần bất chút cái tập tin này thôi, tập kịch sinh này thôi, chỉ cần bất chút tập tin này, tập kịch sinh này thôi. Sau này các em lấy code chúng ta về, chúng ta chỉ cần chạy cái lệnh install này thì tự động nó coi trong cái tập kịch sinh chúng ta những cái gì mà cần thiết, nó sẽ cài cho chúng ta, nó sẽ install cho chúng ta. Bây giờ đó, chú ý quan trọng cái này. Đó thì cái tập kinh nói chuyện xanh nè, mấy em có thể là ở đây mấy em đọc đây, đọc sâu luôn đó, ở đây thì chúng ta không nói sâu chi tiết đó đây. À, đây. À, chúng ta chỉ nói qua một số phần cơ bản đó đây. À, thì mấy em gì nữa mấy em muốn biết tìm hiểu sâu những tính năng của nó này hay là cái trang web giới thiệu đều như nó đây, bây giờ cái tập kinh nói chuyện xanh như bên này, thì nếu mà cái ứng dụng chúng ta chưa có tập tin public JSON thì mới muốn tài tạo cái tập tin public JSON thì các em sử dụng cái lệnh này đây. Đó. Thì cái lệnh này nó sẽ tạo cho chúng ta cái tập tin public JSON à, lệnh này được chưa? Đó. Và đồng thời nó cũng như em tạo một số giá trị mặc nhiên như chúng ta, thí dụ như này, thí dụ như này. Khi mà các em đánh cái lệnh này đó thì nó yêu cầu chúng ta sao em trả lời một số câu hỏi của nó, trả lời của nó để nó tạo ra một số cái thông số cho chúng ta, thí dụ như đây, thí dụ như đây, được chưa? À, thí dụ như này. Rồi sau đó khi mà các em cài vô, thí dụ là sau khi cái thằng này xong rồi, đây là một số thông số chúng ta trả lời cho nó khi chúng ta tạo tin với việc sinh này, thì ví dụ sau này các em dùng cái lệnh này em cài cái thằng Express vô
cả vết luôn, thì tự động nó sẽ ghi cái thông tin cài cái gói này trong cái tập tin package chúng ta thấy như thế này đó, ghi trong đó mình nội dung như thế này, người ở đó chúng ta có phiên bản này này nó không vào, chúng cài càng nhiều càng có gói nào có cài vô đó đều ghi vô thông tin vô vô, vô cái tập tin package này chúng ta hết, đều ghi vô tập tin này hết, được, được, được. Đó thì hồi nãy mà ví dụ chúng ta đưa cái chữ code của chúng ta, ví dụ nó như thấp đi, nó backup đi, thì chúng ta đừng có đưa cái thư mục not model này lên. Sau này chúng ta chạy lấy cái code chúng ta muốn chạy chứng như chúng ta cài đặt nó lại, thì chúng ta chỉ cần dùng install thôi. Đó, thì nó tự động nó đọc trong cái tập tin của chúng ta là những cái gói thì chúng ta có cài và nó cài vô cho chúng ta. Thôi trong cái tập tin mất cái gì xanh đó nha, trong tập tin này này. Ta có thể viết một đoạn ship vô. Mấy em thấy hồi nãy ví dụ như chạy 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 code nè, chạy code hồi nãy mấy em thấy chạy code là thường thì là chạy một củ công một cái là gì? Ấn nốt đúng không, rồi tên ứng dụng đúng không, à, tên cái tập tin vô ship của thầy, thì bây giờ thầy có thể viết nó trong cái gì em, trong cái thì nốt server này nó là gì, chạy thầy đánh cái lệnh ví dụ như thế này, nó nốt ví dụ server thầy đánh như thế này thì không, đó thì theo trong cái tập kim tập kim sinh thì chúng ta trong cái đoạn trong script đó, chúng ta có thể mô tả như thế này, và như chúng ta mô tả như thế này thì chúng ta có thể chạy nó bằng cái lực như này nvm style như thế này, okay. Thay vì chúng ta phải đánh nó server như thế này thì chúng ta có thể mô tả cho cái đoạn trong cái tập kim sinh chúng ta thành cái đoạn script chúng ta sau này chúng ta có thể chạy cái lệnh này bằng lệnh này. Bây giờ à, còn nữa em còn cái hồi nãy em thấy hồi nãy em thấy là khi mà thầy chạy cái ứng dụng này được chưa, mỗi lần thầy sửa code chương trình của ứng dụng này, sửa code chương trình ứng dụng này thì thầy phải chạy là cái server, chạy lên cái server đúng không, thầy phải tắt cái server, tắt cái này tắt, em có thể bấm phím Ctrl C tắt rồi chạy lại biên dịch lại cho server nó chạy lại, thì mỗi lần gì nó mất công em, mấy em có thể cài thêm cái gói Notepad này, em cài cái gói Notepad này hiểu không, em cài cái gói Notepad này đó, thì khi mà các em chạy cái server chúng ta, khi chúng ta chạy server chúng ta và chúng ta sửa code ở đây thì chúng ta không cần những em, mấy em không cần tắt server mới chạy lại, mà cái Notepad này tự động nó restart lại cái server cho chúng ta, server chúng ta thì giờ thầy nói lại nè, hồi nãy giờ chúng ta thấy thầy chạy ví dụ cái server chúng ta này, mà thầy để đây thầy nói lại ví dụ là thầy ví dụ nào đơn giản nãy đi, ví dụ này đó, thí dụ này hai thí dụ này đi, ví dụ 1 đến 5 mở 5 nè, giờ chúng ta nó nè, một đến năm rồi đây à, đây thấy chưa, thí dụ như là 1 đến 5 này, thí dụ như là chúng ta chạy cái này lên đây get user id đi. Đây. User thêm điền thông số ví dụ 100 này đó, thì nó sẽ in lên cái câu user này, thấy chưa, như này bây giờ thí dụ như em sửa cái nội dung này đó, sửa nội dung này thì như vậy thì mấy em muốn như thế thì các em phải
chạy lại cái product user chúng ta chạy lại, không? Product user chạy lại thì lúc này nó mới tác động những cái, nó update những cái sửa đây. Vậy thì mỗi lần như thế, mấy em sửa có chương trình ở đây, mấy em phải chạy lại cái server như thế này. Thì các em nên cài trong quá trình chúng ta có chuyển dụng đó, chúng ta nên cài thêm thằng này. Thằng này. Rồi, ở đây mấy em chú ý khi cài đó, chúng ta có thêm cái thông số này. Ví dụ như chúng ta cài đó. Nếu mà các em cài một số ứng dụng đó mà mấy em không có cái thêm cái thông số gì hết, thì cái ứng dụng đó nó sẽ được viết trong cái tập trung của trên sân, nó em viết trong cái hai phần là trong cái phần này luôn, dependency luôn và cái thì cái lập dependency luôn. Cái này thì thầy giải thích thêm em chút xíu, sau này chúng ta sẽ gặp nó lại giải thích trước. Thì khi mà các em cài mấy em có cài một cái gói ha, đó ví dụ như cài nó hình này đi mà chúng ta không có chỉ thông số cho nó, thì thường cái gói này nó sẽ được ghi trong nó có cái chơi xanh đó, nó ghi ở hai phần, phần này và phần này luôn, phần này luôn. Còn nếu mà các em ghi em cài ví dụ cái nó phân này mà các em có thông số sạc D như thế này đó. Thì khi các em sạc D này nó tắt của cái từ này nè em thì với lập bên thì dependency này, thì lúc này đó cái thông tin này đó, cái thông tin cái gói nó lên này nè, nó ghi trong cái kịch chân chúng ta, nó ghi ở đây này, nó ghi trong cái phần này hả, ghi trong phần này. Nên em để thầy kiếm cái chân xanh này, là thầy mở đọc lên cái chân xanh này cho em coi. Còn cái này là không có gì hết, lần này không có gì hết. Chờ lại để thấy một cái dụng này, lấy một cái thằng này đây có position này nè, mở nè nè mấy em, nó sẽ ghi ở đây nè nè, thí dụ rồi như là lấy ví dụ cái thằng cấp mình nè, nó mình là cái thầy cài và thầy thêm con số sạc D này nè, thầy thêm con số sạc D này đó thì nó sẽ ghi trong cái thông số này, điều đó là đây ghi như vậy, được không? Còn cái em cài mà các em cứ cung cấp cho nó cái thông số progression theo em cài này, phút mát nè, NVM install production rồi cái gói mình muốn cài, được không? Cái gói mình muốn cài thì lúc này nó sẽ ghi ở bên cái dependency, được chưa? Còn mà em thêm tham số sạc D thì nó sẽ ghi ở bên cái được là phần được dependency hiện tại. Được chưa? Cái này quan trọng lắm em. Khi mà mấy em cài cái gói mà các em cung cấp nó thông số là production như thế này thì nó sẽ ghi ở đây. Nó ghi những cái thông tin cái gói chúng ta cài trong cái dependency. Hoặc là các em thêm số sạc D thì nó ghi ở bên điều lập mình dependency. Thì sau này các em build chương trình nhé mấy em. Em deploy cái mấy em deploy cái chương trình chúng ta đó, thì những cái gói, những cái thằng gói mà chúng ta cài mà nó nằm trong development dependency này này, nó cái build deploy cái ứng dụng chúng ta đó, thì những cái gói này nó không được kèm theo trong cái ứng dụng chúng ta. À, cái này để chúng ta test trong quá trình chúng ta phát triển code chúng ta thôi. À, nó không được đưa theo kèm theo trong cái đại diện của chúng ta. Còn những cái thằng nào mà trong đây nè, những cái gói này trong đây nè, thì chừng nữa nó sẽ kèm theo trong cái thư viện của chúng ta, trong thư viện của chúng ta. À, khi mà chúng ta lo cái ứng dụng chúng ta kìa. Hiểu không? Hiểu không? À, thì thành ra mấy em mấy em chú ý chỗ này khi mà chúng ta cài đặt những cái gói. À, thì đương nhiên tất cả những cái thằng này nó khi các em cài nó đều để trong cái thư mục
nó có đo đải hết, nhưng mà lúc mà nó ghi khi em cài nó vô đó thì những cái gói chúng ta nó đều ghi vô cái tập tin application này đó, nó đều ghi vô trong đây hết, và nó ghi ở hai phần là phần dependency hoặc development dependency. Những cái thằng nào mà các em khai ba em cài nó mà sẹp D như thế này thì nó nằm ở đây hết, nằm ở đây hết. Và sau này mấy em khi mà thì nữa chúng ta sẽ nói tới sau này chúng ta cái deploy cái ứng dụng chúng ta build hết thì những cái thư viện nằm ở đây nó sẽ không được kèm theo trong cái ứng dụng chúng ta, hiểu không? Không hay chúng ta nhớ chú ý chỗ này nha. Hả? Còn khi mà cài thì tự động nó tùy theo thông số chúng ta đặt và nó đặt trong cái tập tin bất kỳ chúng ta hết, bất kỳ chúng ta hết. Hả? Thì khi backup như thầy nói nãy thì chúng ta đừng có backup, chúng ta đừng có backup cái tập tin node model này làm cái gì, tại nó rất là nặng ha. Và chúng ta chú ý là chúng ta backup cái tập tin bất kỳ chúng ta sau này chúng ta xài đây thì chúng ta chỉ cần install lại. À, chúng ta install nó lại. À, thì tự động nó sẽ coi trong cái tập tin bất kỳ chúng ta những dối này chúng ta cài đó, và nó đưa vào trong ứng dụng của chúng ta. À, nó cài những cái gói đó lại chúng như chúng ta. Kịp không? Kịp không? Alo, kịp không? Alo. Tưởng không em kịp không? À. Alo. Nghe kịp chỗ đó không em? Ok, bây giờ như vậy thì chúng ta qua cái phần kế tiếp. Thì cái bằng này thì giới thiệu cho chúng ta biết cái hoạt động của cái Node.js cho chi phim nó làm việc với chế độ là không đồng bộ thôi, ha, không đồng bộ thôi. Cái này thì lý thuyết thôi chứ không gì. Ha. Và chúng ta nghỉ 10 phút đi nha, nghỉ 10 phút một chút xíu là tiếp. Ha.